Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe MG5 Trong video trước em đã cập nhật chính sách bán hàng của mẫu xe gầm cao MGZS cho anh em rồi Bản thấp của MGZS thì cũng khoảng hơn 420 triệu Cụ thể là 425 triệu Còn anh em nào thích kiểu dáng sedan Thì anh em nên tham khảo mẫu xe MG5 Như trên video anh em đang xem Phiên bản số tự động thấp nhất chỉ có giá khoảng hơn 380 triệu thôi Rẻ hơn 40 triệu So với mẫu xe MG ZS Và thực sự với tầm tiền hơn 380 triệu Anh em không lan tăn về vấn đề thương hiệu xe Thì không mẫu xe nào có thể vượt qua được mẫu xe sedan cỡ C Đó là chiếc MG5 này cả Nói chung anh em mua xe MG5 thì chủ yếu là anh em mua xe mới thời điểm này có lợi Vì giá bán rất thấp Chứ những anh em mua xe rồi, những anh em mua xe mấy năm trước Thì anh em hơi sót vì giá trị xe mới giảm quá nhiều Nhưng mà nói đi nói lại Anh em mua xe là phục vụ bản thân và gia đình sau này anh em có điều kiện thì anh em lên đời thì không để ý gì cả chứ nếu anh em xác định mua xe để sau này bán được giá thì em khuyên anh em nên mua xe cũ còn anh em tham khảo xe lướt thì giá cũng ngang ngửa xe mới rồi anh em nào đã tìm hiểu qua thị trường xe cũ xe lướt của mẫu xe MG5 thì anh em cũng đã nắm được và quay trở lại video ngày hôm nay em xin phép cập nhật chi tiết cho anh em về giá xe ra biển 65 bánh cùng với những thông tin trả góp của từng phiên bản MG5 thời điểm đầu tháng 11 của các cơ sở bên em và mời anh em cùng xem video Mẫu xe MG5 có tất cả là 3 phiên bản trong đó có hai phiên bản số tự động được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và một phiên bản số sàn được nhập khẩu nguyên chiếc từ nội địa Trung Quốc Em xin phép giới thiệu lại đôi chút về thương hiệu xe MG để anh em nào mới tham khảo anh em nắm được Thương hiệu xe MG trước đây là thương hiệu xe của nước Anh được công ty Trung Quốc mua lại và nhà máy được đặt bên Thái Lan phân phối về Việt Nam hai phiên bản đó là MG5 STD và MG5 bản lắc còn phiên bản MG5 MT số sàn thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ nội địa Trung Quốc chính sách bán hàng của MG không phân vùng thị trường anh em thoải mái lựa chọn sâu để mua xe bên em có cơ sở Hà Nội miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em và phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chi tiết cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng đầu tháng 11 này đó là chiếc MG5 bản STD phiên bản tiêu chuẩn nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Về thông số kỹ thuật, MG5 bản STD có thông số cụ thể như sau. Xe có chiều dài là 4675, chiều rộng là 1842 và chiều cao là 1473 mm. Xe sử dụng động cơ 1.5 kèm hộp số vô cấp CVT có chế độ lái giả lập thể thao 8 cấp cho công suất cực đại là 112 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là khoảng 6,1 lít trên 100 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Xe có trục cơ sở là 2680 mm, khoảng sáng gầm là 13,8 cm. Xe sử dụng phanh đĩa cả 4 bánh, đi kèm bộ mâm xe hợp kim rúp 16 inch. Về ngoại thất, đèn pha dạng bóng LED có tích hợp cảm biến tự động, có điều chỉnh độ cao, cụm đèn hậu dạng LED. Xe có đèn sương mù sau, gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, gập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ có cánh lướt gió đuôi xe. Xe trang bị chìa smart key, khởi động bằng nút bấm. Về nội thất, vô lăng được bọc da PU công nghiệp. Xe trang bị ghế nỉ chỉnh cơ 6 hướng của ghế lái. Hệ thống điều hòa, xe trang bị điều hòa cơ. Xe có màn hình thông tin 3,5 inch, bên cạnh là màn hình giải trí đa phương tiện 10 inch có kết nối điện thoại thông minh. Hệ thống âm thanh, xe trang bị 4 loa. Về hệ thống an toàn, xe trang bị rất nhiều những tính năng an toàn. Cụ thể về trang bị, xe được trang bị camera lùi, kèm cảm biến lùi, có auto lock, tự động khóa cửa theo tốc độ. Xe được trang bị phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Hệ thống túi khí, xe được trang bị hai túi khí, cùng với những tính năng an toàn cơ bản đó là chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, ổn định thân xe, kiểm soát độ bám đường, vi sai điện tử, có cảm biến áp suất lốp, có khởi hành ngang dốc có kiểm soát phanh góc cua, có làm khô đĩa phanh và có cảnh báo phanh khẩn cấp. Phiên bản này có giá niêm yết là 523 triệu. Chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 11, hiện tại anh em đang được hỗ trợ giảm đến 123 triệu. Cụ thể, cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn có 383 triệu thôi. Cơ sở miền Trung thì cao hơn 5 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì giá bán là 385 triệu. Ngoài ra vẫn sẽ tặng anh em một số những phụ kiện cơ bản khác nữa Với giá bán 383 triệu Giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp Em xin phép cập nhật cụ thể cho anh em để anh em tham khảo như sau Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội Giá biển số sẽ là 467 triệu Và cần trả trước khoảng 117 triệu Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 448 triệu Cần trả trước khoảng 98 triệu Các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 437 triệu Cần trả trước khoảng 87 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 459 triệu, cần trả trước khoảng 109 triệu và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 439 triệu, cần trả trước khoảng 89 triệu. Với số tiền trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa, định mức vay tối đa thời điểm này khoảng 350 triệu. Nhưng để cụ thể nhất, anh em muốn biết là mình vay được bao nhiêu tiền thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em kiểm tra và check ngân hàng trước cho anh em. Từ đó anh em sẽ chủ động chuẩn bị số tiền ban đầu, anh em cảm thấy phù hợp thì triển khai mua. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Với số tiền vay 350 triệu trong thời gian vay 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản thứ hai em cập nhật cụ thể cho anh em đó là chiếc MG5 bản lắc. Xe MG5 bản lắc có trang bị và thông số kỹ thuật vượt trội hơn so với phiên bản STD cụ thể như sau. Xe được trang bị mâm xe hợp kim đúc 17 inch, vô lăng được bọc da. Ghế lái thì có chỉnh điện 6 hướng, có bơm hơi lưng ở ghế lái. Xe trang bị là ghế da, xe có màn hình thông tin 7 inch, hệ thống âm thanh, xe trang bị 6 loa. Và xe có cửa sổ trời. Về hệ thống an toàn, ngoài những tính năng an toàn như bản STD thì bản lắc có những trang bị an toàn và tính năng vượt trội hơn. Cụ thể đó là xe được trang bị cam 360, hệ thống túi khí, xe được trang bị 6 túi khí. Xe được trang bị thêm cruise control ga tự động và một số những tính năng an toàn cao cấp như là cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo phương tiện va chạm phía sau. Và phiên bản này có giá yết là 588 triệu. Chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 11 của các cơ sở bên em cụ thể như sau. Cơ sở Hà Nội giá bán cho anh em là 445 triệu. Cơ sở miền Trung thì cao hơn 5 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 450 triệu bằng với cơ sở miền Trung. Đây là xe VIN 2024. Hiện tại bên em vẫn còn xe VIN 2023 giá bán thấp hơn khoảng 15 cho đến 20 triệu. Tùy từng màu xe, có màu đen bản lắc VIN 23 hiện tại bên em đang vẫn bán với giá 420 triệu, rất là thấp. Ngoài ra vẫn sẽ tặng anh em một gói phụ kiện cơ bản nữa. Với giá bán này, giá sẽ ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp. Em xin phép cập nhật cụ thể cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội, ra biển số sẽ là 537 triệu và cần trả trước khoảng 137 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 518 triệu, cần trả trước khoảng 118 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 506 triệu, cần trả trước khoảng 106 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 530 triệu, cần trả trước 130 triệu. Và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 511 triệu, cần trả trước khoảng 111 triệu. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 400 triệu. Anh em lưu ý, anh em muốn biết cụ thể mình vay được bao nhiêu tiền thì liên hệ với nhân viên bên em để bên em kiểm tra trước ngân hàng và báo lại cho anh em để anh em chủ động. Còn mức vay 400 triệu đây là mức vay tối đa không phải anh em nào cũng có thể vay được mức vay này với số tiền vay tối đa 400 triệu trong thời gian vay 8 năm gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6,5 triệu tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần và phiên bản thứ ba phiên bản số sàn duy nhất và đây cũng là phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ nội địa Trung Quốc không phải là nhập Thái anh em lưu ý kiểu dáng cũng có sự khác biệt. Phiên bản này có giá niêm yết là 399 triệu và hiện tại các cơ sở bên em anh em được giảm tiền mặt, giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn có 330 triệu. Như vậy giá bán này vẫn đang ổn định so với thời điểm tháng trước. Ngoài ra thì vẫn sẽ tặng anh em một gói phụ kiện cơ bản nữa. Với giá bán 330 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật cụ thể cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội, ra biển số sẽ là 400 triệu và cần trả trước khoảng 105 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 380 triệu, cần trả trước khoảng 85 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 372 triệu, cần trả trước khoảng 77 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 392 triệu, cần trả trước khoảng 97 triệu. Và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 372 triệu, cần trả trước khoảng 77 triệu. Với số tiền trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 295 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 5,1 triệu. Tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Anh em lưu ý, giá xe ra bị số lăn bánh của các phiên bản MG5 em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước, anh em có thể xem trên màn hình. Trong trường hợp anh em mua trả góp sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí bắt buộc đó là bảo hiểm thân vỏ cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói hai khoản này em chưa tính vào giá xe ra biển số đâu ạ anh em mua chặt hàng thì không bắt buộc tùy nhu cầu của anh em anh em ở xa thì anh em nên cân đối thêm những chi phí vận chuyển đi lại của anh em nữa như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của 3 phiên bản MG5 thời điểm đầu tháng 11 em cập nhật cho anh em hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này cảm ơn anh em hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em